Gỗ Thành Lân xin kính chào khách. Cơ sở Đồ Gỗ Thành Lân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể khách hàng một số mẫu kệ TV của Đồ Gỗ Thành Lân. Chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho các khách hàng. Ở trên mình khách đang thấy đây, chúng tôi đang kê 4 chiếc kệ. Đấy, một chiếc kệ kiểu mõ đồng tiền bằng gỗ mun, hàng siêu đỉnh cao đẳng cấp. Đấy, mặt phẳng 8 cánh đục thủ công bằng tay. Kệ TV này chúng tôi chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng Hải Phòng. Cùng với một bộ bàn ghế như ý, chúng tôi là bốc xếp lên xe rồi, còn lại chiếc bàn đây, chiếc kệ TV hàng siêu khủng, siêu đỉnh cao, mang thương hiệu của Đồ Gỗ Thành Lân cô. Đấy, và bên cạnh đây là gồm có hai chiếc kệ cột nho, cánh đục tay chân đục bông hoa hồng, và phía trên này là Louis cũng có gõ đỏ. Hai chiếc kệ phía dưới là của một khách hàng Bắc Hải ở Thanh Oai, Hà Nội, và anh Thái ở ngoài Đức, Hà Nội. Và chiếc kệ Louis này, đấy, tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình chú Du ở Bắc Linh. 4 chiếc kệ đều đã có chủ nhân. Đặt hàng ở sở Đồ Gỗ Thành Lân tôi rồi. Đấy, và đây là hai chiếc kệ cột nho đều là cùng kích thước và mẫu mã loại gỗ, mặt phẳng 4 cánh đều 3,5 phân đục tè đục quanh bọc, chân đục bông hoa hồng, kích thước 22. Hai chiếc kệ phía dưới này, chiếc kệ phía trên này kệ lui bằng gỗ đỏ, kệ kích thước là 2,6 m. Chú Du đã đặt hàng cơ sở Đồ Gỗ Thành Lân. Ngoài chiếc kệ ra, chúng tôi vừa bàn giao gia đình nhà chú một bộ bàn ghế hoàng gia gỗ đỏ 10 món. Thông tin chi tiết sản phẩm mắc nhu cầu làm liên hệ Thành Vân Hoa số điện thoại 0967 11 0389 hoặc 0972 770 888. Clip đang xem tôi quay tại xưởng phun sơn BU của Đồ Gỗ Thành Lân tôi. 4 chiếc kệ chúng tôi chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng ở tại 2 chiếc là Hà Nội, 1 chiếc Bắc Linh, 1 chiếc Hải Phòng. Khách có nhu cầu liên hệ với Thành Vân. Đây trên xe tôi lúc này đây là vừa xếp bộ bàn ghế như ý lên xe. Đây đi Hải Phòng. Thôi cho kệ lên đi. Ở nhà tập trung cho kệ lên. Rồi, chúng tôi sẽ cho kệ lên xe. Vâng, xin trân trọng cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Và xin chào hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.